nay mình quay chị cá nè các bạn. Nay chị cá vuông tôm, vuông lúa. Hết vụ tôm rồi mình tầm lúa thì mình bắt cá cho cá đừng có quậy lúa, hư lúa nha các bạn. Cái này là mình bắt buộc phải bắt cá chứ không phải phá hoại thiên nhiên gì đâu các bạn. Các bạn xem video đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Ông ngồi lên anh Tấn. Xong ngồi lên. Quá cá. Trời. Cái đói nha. Trời ơi kìa. Quá. Cá lóc á, nghe cái ốc đó đó. Để cái mò một hơi. Ủa, cá hồi nãy đâu rồi? Chào đi hay vậy? Cá lóc nữa đó. Mới đi, mới xuống mấy cái rồi dính cá nhóc chân. Rồi cá lóc đây. Ồ nhỏ à. Ở đâu? Trời ơi trời. Cái đó mà quay một cái nó đã hay đâu. Nhiều dữ không? Trời ơi trời. Mốc có đi đâu rủ đi quay với ông Tuấn. Xịt vuông á. Bỏ ta xịt kia nó vô kia mày mà không có nhà nó kêu muốn cái bịch muốn cái kia xịt. Nha. Dạ. Rồi còn giật nữa. Nào đi rủ quay đăng YouTube. Kênh bật kiếm tiền rồi. Mấy trăm rồi. Mấy trăm ngàn á. Coi. Quá đã. Dính còn cái chồi hết rồi. Cái chồi bự rồi. Đù cá chép kìa, cá chép. Ngay chăng cũng nghe mát đó. Đù cá chép vàng. Đã. Quá đã. Đó, cá lóc. Núp hả mày? Cá chép này ăn lúa không ta? Lúa thế bà. Rồi. Sau lưng. À. Quá trời.
đi cái phì quá. Đó đó quả rồi, dùng thịt cá nhìn thấy ham ha. Phi qua này, có phi bự không? Đó, chạy đâu? Qua. Chạy luôn. Cái xiệt của thằng Ý trong tháng 1 trong có phi là để đứng đứng á. Không, xiệt này nè. Mạnh á. Để cái đứng dựng dựng á. Đi vuông nè, đi có hai quận đó là hết cá đó. Mà nước còn nhiều quá nghe, chứ không phải nước gì đâu. Không, xiệt này nè, chứ không phải điện tử. Vàng nữa rồi. Vuông này. Vuông này cá lóc dữ lắm nè. Mà mấy anh kia nó câu riết rồi không không còn mấy con nha. Nó thật á. Ồ cá lóc nữa qua này. Vuông này cá nhiều quá. Cá chép với tay ra kìa, cái dầm ông thọt ra ngay đó đó, cổ trái tuốt kia kìa.